các bạn nhé. Cắt lắp điện các bạn, lắp điện ngầm trong tường đấy. Đục các bạn. Lớn chứ nhỉ, ra tòa quả chứ nhỉ, thợ rành nó phải ra tòa chứ. Như bọn tôi có biết cái tắc thì các ông ấy màn thợ quen là rành. Wow. Chúng ta đang đục để lắp điện ngầm các bạn. Nhà rộng nha, khu đây rộng nha. Đang chuẩn bị được các bạn.
tỉa cào các bạn, được cào lắm. Video mình đây là xong, xin chào tạm biệt các bạn.